Họ ở nhà có khách, quẩn cho nồi cơm tám lon. Má tôi kêu thêm ba thêm ba lâu lâu mình mới qua chơi không mấy thím mới lại ăn cơm chứ nhà tôi chở không được chị ơi tôi về cho mấy đứa nhỏ nó đi thịt thuốc nữa rồi ấy mẹ nồi cơm em mới đem em phơi khô nấu cơm củi mà phơi luôn bả về cơm cháy rồi xong giờ bóp gan vậy chuẩn bị cho tôi cái chảo nhỏ nhỏ nha đổ dầu vô lúc cán luôn còn không đổ nữa chảo được rồi thử dầu má soi chưa lấy hộp cơm bỏ vô nè Bụm, soi hồi là hộp cơm nổi phình lên hả gọn giờ mình mới nhẹ nhàng mình gắt từ từ hộp cơm vô nha Gắt tới đâu là cơm khô nó phì lên tới đó Nó lên bền lên bờ ông nậu vô Để cho má vàng vàng vừa tới đó Vớt nó ra Để đâu quá là cái khát ngạt luôn Rồi xong đem dục bỏ luôn ăn uống gì Lặp lại bước đi trang hồi nãy ập luôn vô cái như vậy coi Xèo Trời má ơi nó phì lên nè Cứ từ từ tà tà như đó mà chiên họ ra được gỗ Hồi nãy con thao nhỏ xíu mà ta Khúc này bà nội nào gấp thì bay lỡ cạp luôn Để tôi thử trước cho trời ơi nó giòn chuẩn bị đi miếng đậu phộng nữa nha để lên chảo gan má tôi chỉ miếng gan mà cho nó lột vỏ dễ mà bỏ vô miếng muối đi ừ mới nằm xuống đứng lên rồi khác tại bà suối con để muối khác chứ không gì tại bà nội với mày mày gan khác mà đổ thừa tao hả mày này là gừng băm nhỏ nhỏ gai rồi để vô chén xong các bước nguyên liệu chuẩn bị xong rồi giờ lên chiến thôi lấy chảo bự bự để lên này là đường thốt nốt bữa hôm đi ăn gian mua nè nếu không có thì mình thay thế bằng đường chảy hay đường cát gì cũng được dính cục chỗ vô chảo cái bẹp ra sao mà lượng đường vừa đủ với cơm á thì được rồi chén tí xíu nước vô khèo tới khèo lui sau khi mà đường nó sôi đó để ba gừng vô rồi mình đâu mình khèo tiếp trời ơi khúc này tao nói ngang nó thơm bát ngát trời mây không tin tao kéo bà bảy qua đây làm nhân chứng nè à. Xào thêm tí nữa mà đường nó đổ sang màu như vậy lạ sắp khét luôn rồi ông nội ơi đổ này lẹ vô rồi nhanh tay đảo qua đảo lợi mình đảo cho nó đều hết trơn nè đảm bảo hộp cơm nào nó cũng thấm đường á rồi còn gỗ đậu phộng dục vô luôn Xào nữa khúc này lại bắt đầu thấy thấy nó nặng tay rồi đó chuẩn bị cái khuôn còn không lấy cái mâm cũng được đổ nó ra nè đường còn nóng nên nó hơi bời gời bời gời như vậy đó nhưng mà quá xá nó thơm luôn rồi nếu mình có bơ thì mình cho bơ vô thêm càng ngon ra ngoài hái miếng lá chuối em ép nó xuống nè ăn cho mạnh tay thì tí xíu cơm nó mới dính nha má để mà chừng tầm ba chục phút cái là rồi Trời ơi nó ngon dính là cứ ngắt hết trơn rồi đó bà con giờ lấy dao ra cái mình cắt nó nha ai thích cắt kiểu gì cắt tròn vuông tam giác không mấy hình ngôi sao trái tim cũng được tôi dễ tính lắm cắt hình chữ nhật sắp ra dĩa nè nè má bà bưng ra cho ông tí ông ăn đi má gì trời ông chồng găng nhổ găng hết trơn còn cái nào kêu mà kêu ông ăn này ông nội ủa vậy hả hay để con thử cho lấy cục bỏ vô miệng cái nè Trời ơi nó giòn mà nó ngọt cắn chung cái cục đường cái nó the the không ghiền là tôi thua mấy bà luôn đó